Ok, chào bạn, mình tên là Ngân. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường đại học FPT. Thì hôm nay là có một cái bài tập ngoại khóa về phỏng vấn cho môn mà KT201. Thì bạn có thể dành chút thời gian để cho mình phỏng vấn được không ạ? Được nha bạn. Ok, trước tiên là bạn giới thiệu một chút về tên cũng như là ngành mình đang học ha. Mình tên là Phương Dung, mình đang học ngành truyền thông đa phương tiện của K16. Ok, vậy thì mong muốn những gì từ cái ngành học của mình? Đầu tiên là sự trải nghiệm, thứ hai là những cái lý thuyết mà mình có thể áp dụng trong cái sự trải nghiệm đó. Vậy thì tại sao bạn lại chọn cái ngành này ha? Vì thứ nhất là lúc mình chọn thì đó chưa phải thực sự là cái đam mê của mình, mà mình chỉ mới biết là cái điểm yếu của mình là tính toán. Và mình biết là điểm mạnh của mình là về chữ và thêm về viết, nên mình đã chọn. Vậy thì theo như bạn thì sau khi mà tốt nghiệp thì làm sao để có một công việc như mong muốn? Trước hết là mình phải có những cái kiến thức căn bản, và cái thứ hai là mình phải có những cái mối quan hệ, từ đó thì mình sẽ tạo ra nhiều cái cơ hội để có việc làm dễ hơn. Vậy thì sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn mong muốn bạn sẽ trở thành một con người gì trong xã hội? Ví dụ giống như là bạn muốn trở thành một manager, hay là bạn muốn làm một cái director của một cái công ty nào đó chẳng hạn? Hiện tại thì mình đang theo hướng freelancer, nhưng mà nếu như có được một công việc ổn định thì mình muốn trở thành là một scriptwriter hoặc là creative writer, đúng không? Trong một công ty. Công việc hay quá ha. Ok, vậy thì hỏi tiếp theo là mình muốn hỏi là hiện ngoài giờ trên lớp thì bạn mong muốn có những cái thêm những cái hoạt động ngoại khóa nào không? Về hoạt động ngoại khóa thì mình mong muốn có những cái hoạt động nó liên quan đến ngành của mình nhiều hơn, và những cái công việc trong một đoàn làm phim, hoặc là những cái trải nghiệm, những cái hoạt động như trong 48 giờ chẳng hạn. Những cái hoạt động giao lưu ngoại khóa kiểu sinh viên đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi tiếp theo thì bạn có thể cho biết là một cái hoạt động mà bạn vô cùng ưa thích ở đại học FPT không ạ? Cái hoạt động bạn có coi chứ là chắc là của bộ môn SSG mà mình đã từng tham gia, chính là cái company tour. Company tour tức là bạn sẽ tiếp cận với doanh nghiệp và đi giống như là được doanh nghiệp đó nêu ra những cái yêu cầu của họ trong cái việc tuyển dụng. Thì hiện là bạn có đang là thành viên của câu lạc bộ kinh tế business economics của câu lạc bộ trường mình không ha? Tại là mình chưa. Vậy thì tại sao bạn lý do mà bạn chưa tham gia hoặc là không tham gia BC là gì? Thì mình cũng có tham gia những cái workshop, nhưng mà hiện tại mình chưa có nhu cầu, phải không? Đúng vậy. Mình chưa có nhu cầu. Vậy thì cảm ơn bạn đã tham gia cái phỏng vấn của mình ngày hôm nay ha.